bản hợp chiếc căn máy bay của hãng Sima. Đây là hãng cũng đồ chơi rất là lớn ở Trung Quốc. Ở Việt Nam mình những cái đây là cái hộp của nó, là cái mẫu là Đức 25. Nó có đèn, có pin, có cổng USB. Cái này là đây, thiết kế nó rất là hoàn thiện. Đang dướng cái cọng thép, mở cọng thép. Nó tặng mình luôn bộ pin, bộ cái điều khiển. Đây là cái điều khiển này. Cái này là bộ phụ tùng với cánh quạt thay thế. Cái này là cái bộ điều khiển. Nhìn đồ hoàn thiện rất là cao. Mình dỡ chiếc máy bay ra ha. Đây là đồ sạc pin. Rồi mình sẽ thử mình gắn pin vào mình cho nó bay luôn. Này giờ chưa tìm thấy cái công tắc ở đâu. Công tắc ở đâu ta? Đây, công tắc on off rất là nhỏ. Mình bật lên. Và đèn nó sẽ chớp. Mình sẽ gắn pin vào remote. Sáu cục mà ha. Cho nên mình bật nút on lên. Không biết có phải chọn kênh gì không. Rồi, mình bật lại cái máy bay đó, nó sẽ lúc này là cái cánh quạt nó sẽ lên rồi. Nào nó rớt thì nó cũng không có sao hết. Cái này nó được thiết kế rất là bền. Cho bay thử ha. Này mình phải kiếm một cái chỗ nào đó nó chấm một chút xíu để thử. Mình sẽ cho bay ha. Độ ổn định nó cũng khá rất là cao á. Hình như nó bị yếu pin rồi. Sau cả tuần lễ mình mày mò chơi thì đến nay mình đã có thể bay được. Mình
mình không nên để từ dưới đất tới cắt cánh ha, mình cho nó đủ trớn rồi mình buông ra luôn. Ủa cái này nó không có tạm dừng, có tạm dừng không ta? Cái gì anh cắt? Cái quay thôi, đang quay phải không? Đúng rồi. Phải tạm dừng. Lúc nãy là lên qua quá mạnh, lên ra yếu lại xíu. Mình thử cho ra cánh cửa nha. Chá sáng rồi. Gì? Nó bị chá sáng rồi. Qua đây đi. Thấy cái này đẹp hơn không? Có cái gì lúc nãy anh thuốc nó ra cửa được ha. Ừ. Thế nên gắt cái thuốc nó được. Không, cái này làm sao mà cho hạ cánh. Bay ngon vậy tự nhiên hạ cánh không được. Anh cho nó hạ cánh nhịp nhàng đây thử ra. Hạ được á. Đó, hạ cánh nhịp nhàng đó thì thiếu cái đó nữa. Ra cửa. Thôi vậy cắt đuối luôn. Cái này có mấy khúc bay đầu. Thank you.
Nó bị ngàn lên bàn á. Đó, hạ lên về trước. Ồ, trời đất. Thêm lần đá nữa nha. Anh ra bay qua bên kia là nhà vậy. Ra bay qua bên kia là dòng lại đá. Cận cảnh nhìn nó đẹp à. Cận cảnh nhìn nó đã đã. Tại cái nãy gì hết đi nữa rồi. Đá xuống nền nhà nó dễ đá trên cái bàn này. Con này bay đầm nè. Quá đẹp. Đẹp không?
xa thì không thấy nè. Mình chơi nãy giờ cũng lâu rồi mà chưa hết pin. À, em đẩy luôn. Đó là chơi rất lâu mất tiền luôn á. Thì lâu 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 thiệt á, lâu lâu hết pin thiệt. Chắc là cái còn cái câu kia nó không hết pin lắm. Hoài luôn mà. Rồi đã hết pin rồi đó. Cái con này lên còn lên nổi không? Hết pin rồi. Hết pin rồi.